Đại diện của Hồ Văn Cường cho hay vào ngày 12 tháng 3, nam ca sĩ đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người hâm mộ. Câu lạc bộ người hâm mộ Hồ Văn Cường đã đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật linh đình cho anh tại một khu du lịch nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiệc sinh nhật diễn ra trong không gian ngoài trời thoáng mát, rộng rãi, được trang trí nhiều hoa tươi, đèn và bóng bay. Những khán giả của Hồ Văn Cường mặc đồng phục màu xanh nõn chuối, chuẩn bị nhiều quà, hoa dành riêng cho thần tượng. Xuất hiện trong bữa tiệc, Hồ Văn Cường mặc bộ đồ giản dị. Giọng ca 19 tuổi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Tôi có điều ước trong tuổi mới. Đầu tiên, tôi mong gia đình mình luôn hạnh phúc, bình yên. Ngoài ra, tôi cũng mong con đường sự nghiệp, học hành của mình thành công, nhận được tình yêu thương từ mọi người. Điều ước thứ ba, vào dịp sinh nhật mỗi năm, tôi đều gặp lại các gương mặt thân quen của cô chú, anh chị ở đây, Hồ Văn Cường nói. Hồ Văn Cường được khán giả chú ý khi tham gia Việt Nam Idol Kids 2016. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, anh đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh để giành ngôi vị quán quân. Sau đó, anh được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và đón về nhà sống chung. Tuy nhiên giữa Hồ Văn Cường và công ty mẹ nuôi không đồng quan điểm nên sau khi Phi Nhung qua đời cả hai bên quyết định kết thúc hợp đồng. Tách khỏi công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ, tặng nhà từ các doanh nhân, ông bầu, nghệ sĩ song anh đều từ chối. Nam ca sĩ hiện sống cùng cha mẹ ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Văn Cường cho biết anh đang ở nhà thuê nhưng cuộc sống thoải mái. Mục tiêu của nam ca sĩ vẫn tập trung vào việc học và chỉ nhận show khi rảnh rỗi. Ngoài ra, anh cũng chăm chỉ tập thể dục để cải thiện hình thể và sức khỏe.